Sau gần 5 tháng được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hôm nay em bé đã nặng 2,2kg và được trở về với gia đình. Cháu đã ăn tốt, bú được mẹ, đã biết mỉm cười. Vào giữa tháng 3 vừa qua, mẹ bé nhập viện do dọa đẻ non ở tuần 23. Sau 2 tuần chào đời, bé trai đã cắt được thuốc và cắt thở máy, tăng 700g. Tuy nhiên, đến tuần thứ 5, sức khỏe của cháu tiến triển xấu. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm ruột hoại tử. Cái thời điểm viêm ruột hoại tử nó có 2 thời điểm thôi. Một là thời điểm nó gặp sớm, tức là gặp ngay trong tuần đầu tiên. Và thời điểm gặp muộn thì thường nó bắt đầu từ tuần thứ 2, tuần thứ 3. Nhưng mà bạn này thì nó sang tuần thứ 5 cũng hơi lạ. Em bé nó chuyển sang nhiễm trùng nhiễm độc rất là nhanh. Và sau đó thì em bé phải thở máy và thậm chí là thở máy cao tần. Sau khi hội chẩn, ekip của hai bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức đã quyết định phẫu thuật cắt nối ruột cho trẻ sau giai đoạn chăm sóc dinh dưỡng, điều trị viêm phổi. Chúng tôi luôn luôn giữ một cái nhiệt độ của cơ thể của đứa trẻ là luôn luôn giữ ở mức độ 36-37, chứ không được để làm cho tụt nhiệt độ. Bởi khi tụt nhiệt độ như thế này ảnh hưởng đến não. Thế cho nên là khi chúng tôi mổ là cái theo dõi, không những theo dõi về nhịp tim, về hô hấp, mà chúng tôi theo dõi về nhiệt độ. Nếu như tụt nhiệt độ, chúng tôi sẽ phải làm thế nào ủ ấm rồi mới tiếp tục phẫu thuật. Chứ chúng tôi không để nhiệt độ nó tụt, bởi vì mổ xong phải đảm bảo về sau đấy đứa trẻ nó còn phát triển. Bắt buộc phải mổ, thì lúc đấy cháu mới chỉ độ cân 6, thể trạng rất là yếu. Thì bệnh viện đã rất là hay khi mà nói là phải tăng cái thể trạng của cháu lên trước để chịu được cái ca đại phẫu. Cả hai bên phối hợp với nhau nhịp nhàng. Mình cũng thấy như là xem phim, bế con từ đây đi bộ sang bên Việt Đức, xong rồi từ Việt Đức mổ xong lại mang về chỉ có mấy tiếng thôi. Con lại thấy tỉnh táo ngay, cái gây mê rất là tốt. Đây cũng là ca bệnh có thời gian điều trị lâu nhất tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với 52 ngày thở máy, 10 lần truyền máu. Hồ sơ điều trị của bé cần lên nặng tới hơn 4kg. Việc nuôi dưỡng thành công em bé này là nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức. Trong đó, các bác sĩ sơ sinh đã nỗ lực nuôi sống, chăm sóc trẻ đủ điều kiện để các bác sĩ nhi phẫu thuật.